Tôi hay ngáp vậy đấy. Sáng rồi, đi đánh răng phát. Rồi thông thường thì tôi sẽ coi TV buổi sáng, tin tức đồ các thứ. Theo như chúng tôi được biết, một sinh vật lạ đã xuất hiện tại vùng biển Los Santos. Còn đây là CCTV của người dân. Còn đây là nhân chứng sống. Anh cảm thấy thế nào khi gặp sinh vật lạ? Nói chung là cũng trầm cảm, sợ quéo chim luôn, thề. Cảm ơn anh đã trả lời phỏng vấn. À thế à, tính định đi biển luôn ấy, phải chưa? Ôi, mấy tên đồn lá cải mà, thôi kệ cứ đi đi. Tôi tính đi cái biển đó mà, giờ nó báo tin vậy thôi thì cũng sợ. Thì hôm nay thì tôi đi có mình tôi thôi. Không biết vợ con tôi sao thì nó ngồi nhà xem tivi hết rồi, không hiểu luôn. Rủ thì không đi, không hiểu luôn, hay lắm, good lắm. Thế thì tôi đi mình. Rồi phải đi mua đồ các thứ nữa. Tại mang đồ vest quầy không được. Đi lấy xe cái đã. Ngầu chứ hả? Một là đi xe này, đi xe này thì đi gia đình. Còn xe này hả? Hôm nay tôi đi có mình thôi anh em ạ. Nên sẽ là tung hoành. Thì trước tiên là tôi phải đi mua. Xanh nó mới ra quẹt cá rồi. Trước tiên là tôi phải đi mua đồ cái đã. Thì cửa hàng gần nhà tôi thì chắc chắn là không có đồ rồi đấy. Tại vì là nó bán... Đấy. Xanh á. Rồi cửa hàng gần nhà tôi thì nó bán mấy đồ mà cho mấy sếp lớn không à. Không bán đồ đi biển nên là tôi cũng không buồn ghé vô nữa này mà. Tôi sẽ đi qua một cái gọi là một cái một tiệm đồ gần biển. Ôi, xe đẹp đấy. Sao tủi liền bằng xe anh? Ôi, xanh xe mới chơi đồ hay sao? Ôi, xe mới chơi đồ. Xin lỗi mọi người. Ôi. Xin lỗi mọi người, tôi lái hơi ẩu. Giờ sẽ tu. Ôi rồi, cái shop đồ ở đâu? Tôi chả thấy trên bản đồ nữa nha. Nó chỉ đâu Google Maps gì kỳ vậy. Cút. Xanh mày. Ôi ơi, bà ăn vạ kìa. Thấy xì xịn là ăn vạ à. Như là đây. Ôi đúng rồi. Ngon. Ơi, khoan, ta chỉ vô mua đồ thôi. Cái gì trời? Rồi ok. Yên tâm. Mỗi thằng một viên. Mày chạy đâu được con hả? Mày xạo hả bưởi? Mày chạy. Nope. Ôi hộp ơi. Hey, tụi trẻ, chưa trải siêu đời. Có 2.000 đô. Hai. Gì buồn dữ vậy? Tiền nè trời ơi. What the f***? Bà mang cái gì trời? 35% à? Ok, tao mua đồ. Thấy có đồ gì ngầu không? Rồi đi biển á, có không? Trời ơi. Mẹ coi bà thím mà lật mặt kìa trời. Trời ơi, không hiểu luôn. Người gì á, kêu 35% xong la rồi chạy luôn. Thế thì đi qua shop khác thôi. Nhiều tiền mà. Shop này cũng gần đây thôi qua luôn. Cảm ơn bà chủ quán nha. Ngầu nha. Được nha. Rồi, mang dép tông Lào nữa. Perfect. Đang đi biển mà cái vụ gì đây? Vụ gì? Bắt cướp. Để tao. Ôi, khoan, mấy đang đi biển mà phải thực hiện câu lý thôi. Để em. Úi. Ôi, tung nát tài sản tư luôn. Khoan, để em bắt sống nó cho. Xe anh sâu mạnh bằng xe em được. Mày xạo. Đấy. Bắt nó. Nó bắt nó. Đúng rồi. Chết rồi mấy ba ơi. Ôi, có bãi đó. Ui. Thôi. Em chỉ muốn đi biển thôi, ok. Trời ơi, mấy anh làm ghê quá. Có nên phóng xe xuống đó không nhỉ? Tôi nghĩ xe đạp mà dựng trên đây thì phí quá. Tôi nghĩ là nên phóng xuống đi. Chắc không sao đâu. Đây biển có ít người đấy. Thôi, đi biển vậy là quá ngầu luôn. Cái biển này nghe người ta đồn là có con sinh vật kỳ lạ nào đó. Mà tôi nghĩ là không thấy, không có đâu anh em ạ. Tôi nghĩ là như vậy, nó đẹp như vậy mà nó trong lành như vậy mà. Tôi sẽ xuống tôi hỏi thăm vài người. Đúng rồi á. Tao nghĩ cũng nghĩ là như vậy. Tao chỉ muốn gia nhập bọn, sao mấy mày cứ đuổi tao ra nha. Yo, what the hell man. Thì đó anh em cũng biết rồi đấy. Xe tôi mất luôn rồi. Nay nhiều người tắm biển hơn lần trước này. Wow. Can I pay watch này? Ngon này. Anh ơi.
anh đang ngắm gì anh có phải đang ngắm sinh vật biển ghê lạ không? Anh đang săn tìm nó đúng không? Mà anh có thấy đâu không? Ok, có vẻ là ở trên bờ thì nó không vui cho lắm. Thuyền tao đấy, thuyền tao đấy. Dạo này tôi hay bị xàm đấy, thuyền không lên. Anh em thông cảm, anh em thông cảm. Oh shit, này kỹ nha, thèm mùi biển lắm hay sao ấy. Ôi ông nội. What the f***? Come on man. Cuối cùng có vẻ là đi một mình hơi chán nên tôi sẽ rủ thêm bạn của tôi đi nữa. Rồi mọi người đã lên tàu hết rồi, cùng nhau đi ra biển nào. Đây là tính quẩy nguyên ngày luôn đấy. Rồi thanh niên không chịu ngồi kìa. Đây ngồi đi mày, té vậy. Nói chung là con tàu này là tàu xịn nhất ở đây, cái vùng này đó. Giờ chúng tôi sẽ đi ra vùng biển Los Santos để mà quẩy. Mọi người có nghe đồn là có một sinh vật biển gì đó ở đây không? Anh em có tin không? Chắc không đâu nhỉ. Mọi người đi chơi đi, tính sau. Chắc không có đâu. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ ăn chơi tại đây cũng khá là xa bờ nhưng mà thôi không sao, ổn. Hỏi mấy mày ghiền biển gì luôn hả? Phải thôi kệ, tao sẽ đi tắm chung với tụi mày. Anh em có thấy gì không? Mình có bị hoa mắt không nha? Chắc là chúng ta uống quá nhiều rồi đấy. Sao mà có con cá mập nào mà to vậy đúng không? Hoa mắt thôi. Thôi anh em cứ quẩy tiếp đi, hoa mắt ấy mà, có gì đâu. Rồi con chó nó bay lên nữa kìa. Chắc hoa mắt thôi, vô lý nha. Thôi chúng ta nên đi về đi. Hoa mắt thôi mà đúng không? Trời, làm gì có sinh vật nào mà to như thế. Uầy, cuối cùng cũng vậy. Nghe đúng là buổi tối ăn nhậu sao đạo quá mà. Chơi mà chả thấy mây mù gì luôn. Mà hôm qua tại sao mình nhớ ra là cái con gì nó cứ bay, nó cứ to thế nào mà vẫn không biết con đó. Chắc là hoa mắt mà sao nhìn nó thật vậy. Nên là nay đi kiểm tra chưa thay đồ luôn ấy. Ok, giờ tao phải đi kiểm tra coi có phải cái con đó là có thật hay không. Tiên là phải là qua chiếc tàu ngầm anh em ạ. Quay lại cái vùng biển Los Santos coi nó là sao. Thì tôi phải nhờ một ông bạn, ông anh. Đây chính là cái nhà ông anh của tôi. Ông sống ở gần ven biển nên là ông có nghe một chút tin tức về cái chuyện. Nói chung là hôm qua ông đi chung với tôi đấy. Nên là ông cũng biết, nên là ông cho tôi mượn cái tàu ngầm này. Đấy, anh em có thể thấy ông anh đâu vậy nhờ, ông đi đâu đó rồi, em đi chơi rồi sao ấy. Nhưng mà giờ từ đây chạy sang đó thì khá là lâu nên là tôi cũng mướn xe cẩu tới cẩu cho nó lẹ, qua cho lẹ. Đợi chút xíu nha, là nó sẽ qua bên Los Santos liền. The next day. Thì cuối cùng cũng đã tới rồi đây. Sau khi mấy ngày vận chuyển thì cũng tới rồi. Hay là chỉ có mình tôi đi thôi. Tại mấy thanh niên kia là có việc hết rồi. Có mình tôi đi khám phá cái vùng này. Mong là kết quả không như tôi mong đợi, không có sinh vật nào hết. Nhưng mà rõ ràng ngày hôm đó là tôi thấy đấy. Tôi cách mặt biển là 170 mấy feet, 180 feet, gần 200 feet rồi. Nghĩa là tôi lặn cũng khá là sâu rồi đấy. Opening. Holy shit. No. Nó kìa, nó kìa. Có phải không? Có phải là sinh vật đó không? Oh. Holy shit. No. Hình như đây là một con Megalodon. Thời tiền sử làm sao nó có thể đạt được vào vùng biển Los Santos này chứ. Holy shit. Tôi nghĩ là tôi nên về báo cáo cho chính quyền, chính quyền xử lý về vụ việc này. Mong là chính quyền có thể giúp tôi, không là nó sẽ làm hại người dân đấy, nó đang ở vùng biển này. Hiện tại tôi đang đứng trước khu quân sự, tôi nên vô thông báo về con sinh vật. Không, vô, có một sinh vật lạ đã xuất hiện và tao đã thấy nó. Why? Hình như nó không cho tôi vô rồi. Nếu mà không báo cáo cho chính quyền, nó sẽ làm hại rất nhiều người dân và nhiều người sẽ phải mất mạng dưới hàm của nó. Có vẻ là tôi phải đành liều một mạng rồi. Tôi phải liều một mạng vô đó. Come on. Tao chỉ muốn vô báo cáo thôi. Tao xin lỗi. Tao cần gặp chính quyền. Holy shit. Có vẻ là đông quá anh em ạ. No. Tôi vẫn không thấy chính quyền mà sao nó truy đuổi tôi ghê thế nha.
tôi đã làm gì đâu. Holy shit, come on man. Nó không cho tôi báo cáo rồi, toàn rồi. Thế này là tôi phải tự mình đi rồi. Giờ tôi lại mang tội, không thể tin được. Sau khi trốn được bọn cảnh sát thì tôi cũng đã về nhà. Xanh đó. Có vẻ là chính phủ sẽ không giải quyết vụ này, nên là tôi sẽ kêu gọi anh em của tôi đi giải quyết vụ này. Ê khoan máy, từ từ. Ôi, đi xe này mới được 4 người. Không, cái này là lỗi kỹ thuật thôi. Không, cái này là tôi cố tình thôi. Giờ phải đi kêu gọi anh em giết cái con quái vật đó để giải cứu thế giới thôi nào. Cuối cùng anh em chúng tôi cũng đã đến được bãi biển này. Nhưng mà có vẻ là sẽ chờ đến trời tối. Có vẻ là như vậy. Trời sáng khá là đông người. Chúng tôi sẽ đứng đây canh thôi. Nghĩ là nên là hỗ trợ cái ông nội này nha. Nhìn ai men. Ôi trời ơi. Nhưng mà cứ ngủ đi, tao đánh cho mày ngủ thôi. Chứ tối nay tao còn làm việc nữa. Nên về nhà ngủ đi. Anh em biết đấy, nhiệm vụ này chúng ta có thể mất mạng. Nhưng mà vì cái thế giới này nên là chúng ta phải làm hết sức mình. Trước tiên là chúng ta là nên dọn dẹp đám đông. Lấy súng ra. What is that? Cái đó súng gì nha? Anh em đang làm gì nha? Cái đó là súng gì? What the hell man? Thôi kệ, mình tao có được rồi. Go. Ở đây chúng tôi đang làm việc. Come on. Vì chúng tôi không có kinh phí nên là không có thể mua được những trang phục như là của quân đội. Thì chúng ta nên lên tàu nhanh. Mãi mãi là anh em nha. Đi thôi. Chúng ta sẽ giải cứu thế giới. À, có vẻ là hồi nãy nó đã xuất hiện ở đây. Theo như tôi được biết thì chắc chắn là nó sẽ xuất hiện lại chỗ này. Có vẻ là nó sẽ không xuất hiện thường xuyên. Tôi sẽ đi tuần tra vòng vòng. Và con này chỉ xuất hiện vào buổi tối để đi săn thôi. Theo như chúng tôi được biết là như vậy. Nên là cứ từ từ thôi. Nhanh vãi. Nó tới. Holy shit. No. Chắc có vẻ là con này nó hiền hơn. No. No. Nó đã quay trở lại. Holy shit. No. Why you jump? Come on. Tôi sẽ trả thù cho những người bạn của tôi. Hình như tôi đã giết nó rồi. Wow. To thật sự. Tôi đã diệt trừ mối nguy hại này cho đất nước rồi. Oh my god. Và chắc chắn về vụ việc này sẽ trên thế giới sẽ không ai biết hết. Chỉ có những người anh hùng như đồng đội của tôi đã hy sinh. Cuộc hành trình của chúng tôi đã đến đây đã kết thúc. Quả là một nhiệm vụ khó khăn.